Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Hôm nay em quay cho các bác chị em tham khảo cái động cơ phát điện của bác chị em. Đó. Động cơ này Kubota V1 này 18 1803 các bác chị em. Nó 1.826 ha. Đó. 826. 1803, cái số nó bị bay mất tiêu. Ở đây nè, nhìn này dễ thấy. D1803. Thì cái video này em quay cho quán anh chị em tham khảo cái động cơ này. Chứ động cơ này là của đứa em nó ở Kiên Giang đặt hàng. Nó đặt mình làm cũng không gài lâu quá mà làm không kịp. Cũng mới xong. Thì ngày mai mình giao Kiên Giang. Thì sẵn đây mình quay mình chia sẻ một cái giải kinh nghiệm khi mà đấu máy phát điện cho quán anh chị em xem luôn. Tại vì cũng có nhiều quán anh chị em hay hỏi điện hỏi nhiều lắm. Mà đôi khi mình trả lời cũng không có thực tế. Trả lời quán anh chị em cũng không hiểu. Cho nên hôm nay mình có cái động cơ này sẵn với cái máy nè. Với cái củ phát nè. Mình quay cho quán anh chị em xem luôn, sẵn mình hướng dẫn của anh chị em thử điện như thế nào, công suất như thế nào cho đúng nha. Em nói riêng về cái khách hàng nha, còn thợ thầy thì bỏ qua nha. Tại vì bậc thợ thầy thì em không dám nói nha. Em thì cây nhà lá vườn, nhưng mà điện thì em biết khoảng 95%. Đó, còn bậc thợ thầy thì bỏ qua giùm em. Về phần phát điện này thì em biết 95%. Còn 5% thì những cái hiện đại quá thì em chưa có mò tới. Còn những cái này đâu nó quá bình thường đối với em. Thì cục limo này cũng là cục limo Trung Quốc các bác chị em. Trung Quốc cũng như vừa qua em cũng hay sử dụng á. Tại Trung Quốc nó rất là đạt. Chạy nói chung là rất là ổn định nha. Mà cũng có nhiều anh em người ta chê hàng Trung Quốc gác gửi gì đó. Người ta cũng không có xài. Đó. Thì mình hy vọng là một thời gian gần đây thì anh em ta cũng chấp nhận ta xài. Người ta cũng bắt chước mình, ta làm theo mình. Tại vì thì trước giờ thì cũng có nhiều anh em khách hàng người ta chê hàng Trung Quốc á. Cho nên là tại vì hàng, ta chê hàng Trung Quốc, ta không có máu xài, ta xài hàng Nhật. Nhưng mà hàng Nhật ở đây thì mình bán mình căn ký lô mà. Mình bán mình căn 40 ngàn ký á, cũng phát Nhật mình còn rất là nhiều nha. Nhanh tua, chậm tua mình đều bán ký hết. Đó. Thì hy vọng thời gian sắp tới đây thì cũng có nhiều anh em đấu nhà nha. Chứ em nói thợ nha, đấu nhà bắt chước cũng xài con này theo mình thôi. Tại con này nó có ABG, gain của nó có 380 sẵn luôn. Điện nó không bị tuột hẹp, nói chung là nó rất là ok. Ok lắm mà. Cái thời gian bảo hành 1 năm nữa nó còn gì thứ còn gì nữa mà không sử dụng đúng không các bác em. Đó, vì thế cho nên là em lựa chọn cho sản phẩm này. Mà củ phát Trung Quốc thì không phải củ phát nào xài cũng được các bác em. Nó rất là nhiều hãng nha. Nhưng mà cái hãng em xài thì rất là ok. Dây đồng nó dây đồng bẹ vuông. Cái nhất cái thứ hai là cái ruột nó rất là to, nó đúng ký lô quát của các bác em ha. Chứ nó không có kiểu như là treo đầu heo bắt thịt chó. Nói vậy. Rồi, những thiết bị em thử là như thế nào? Chứ nhất là em có cái đồng hồ hẹp. Cái đồng hồ hẹp này thì nó liên quan với tua. Em đo chạy cho chạy là 53,5 hẹp hoặc 54 gì đó. Thì dòng tua nó khoảng là 1530. Đó. Thì công suất của cái củ phát này, cái động cơ này em cho ra công suất là từ 50 đến 55 ampe. Nhưng mà em đang cho thử 50 ampe. Vì lý do sao mà em cho ra 50 55 là hiện tại bây giờ thị trường nó đang xài những cái động cơ, những cái chiếc máy bay mà xịt thuốc của mấy chị em. Nó công suất của nó điện tiêu thụ của nó là nó 9000W. Nó ra cũng tầm 40, em bán mấy lần thì 42 ampe mấy chị em, cũng 2 ampe 3 pha 380 nha. Mỗi giây nó khoảng 14 ampe. Vì thế cho nên mà em cho nó ra công suất khoảng 50-55 thì nó xài rất là khỏe nha. Nó rất là dư máy nha. Thì một pha cũng vậy thôi, 220 thì lý do làm sao em làm hai cái này, em hai cái đồng hồ để sạc cái T30 ghim hai chui để cho hiển thị mỗi một bên nó bao nhiêu ampe mình cộng lại nhau. Cái người dân mà họ không có từng xài điện của mấy em thì mình gắn những cái đồng hồ này cho nó dễ nhìn. Còn những cái đồng hồ này thì có đôi khi người ta nói mình chỉnh sửa, mình chỉnh ốc này kia đầu thứ đúng không, mấy em thấy nè. Còn đồng hồ điện tử là mặc định nha, cho nên nó mặc định rồi là không có cái gì để gọi là chỉnh sửa gì hết. Ở đây thì em xài hai cắm siêu tốc này 16 ampe nè ha. Thêm một con điện trở là ba mấy nữa là nó khoảng 50 ampe. Em cho chạy 50 ampe nhưng mà hẹt tuột chỉ có 2 hẹt các bác chị em ha. 2 hẹt thôi. Rồi 3 pha 380 em thử nước muối nha. Em thử nước muối thì em thử mỗi một giây nó khoảng 16 17 ampe thì nó tuột chỉ cũng 2 hẹt thôi. Thì cô bác chị em đấu nhà em nói rành nha, đấu nhà thì cô bác chị em đấu cái máy mấy máy cũng được hết. Từ 3 máy tới 8 máy. Củ demo thì cô bác chị em củ phát thì bác chị em đấu từ 12k đến trở lên, muốn đấu 100k cũng ok. Nhưng mà đấu làm sao không biết, khi cho vào thiết bị đúng không, cho vào thiết bị khoảng 50 ampe thôi, không cần nhiều,
nó thuộc hai hẹp thôi là chấp nhận nha. Còn nếu như cô bác chị em cho chạy cái điện thế đang chạy cái hẹp tần số của nó khoảng 53, 55, mà khi cô bác chị em cho tải vô nó còn 4 mấy là không chấp nhận nha. Cái thứ ba nữa là cô bác chị em không cho quá 55 hẹp của bác chị em ha, từ 54 hẹp đảo lại nha. Nếu mà qua 55 hẹp thì nó sẽ nóng cái thiết bị của bác chị em rất là nhiều nha. Vì thế cho nên đấu sao không biết, nhưng mà khi nổ máy là chỉ 54 hẹp thôi. Trở lại, khi đóng điện vô phải còn 52 hẹp, thí dụ chục 2 hẹp 50 mA. Rồi cái mức ga là không có nói tính chỉnh ga của bác chị em nha. Ga thì không có nói chỉnh, ga là mặc định nha, phát điện là ga mặc định, không có chỉnh ga, không phải mà nặng quá lên ga miếng, không có nha, xin lỗi nha, không có nha, cứ để thinh vậy mà chạy. Mình bán ga rất là nhiều bộ phát điện ở thị trường, không có chỉnh ga, chỉnh ABG, chỉnh ơ, chỉnh kiểu gì hết á, đừng có nói mà muốn nhanh mà chỉnh lên ga miếng tầm bậy tầm bạ, người ta cự thúi đầu, không có. Cứ lên ga, cứ mà đề máy là chạy, không có lên ga gì hết, đề máy là bật cầu dao là quất, đó, xài sao không biết, 50 ampe, tôi bảo hành, hư thiết bị tôi đền. Đó. Thì bây giờ thì trước nhất là em hướng dẫn cho anh em nào mà chưa xài máy phát điện, trước khi mình tắt máy mình cũng tắt CB trước khi mình tắt máy. Những cái liên quan thì mình không có nói ra nhiều tại vì thời gian nó không có. Thí do là sao mà tại sao phải tắt CB trước thì cái video sau mình phải chia sẻ thêm. Trước khi mình đề máy cũng vậy, mình đề máy xong đàng hoàng rồi, ổn định đồng hồ đàng hoàng mình bật CB. Đó. Giờ mình lưu ý là một bên 380, đây em có để cái đồng hồ 380, còn bên đây 220 mình tránh nhầm để nó cháy đồ. Ở đây mình có gắn hai cái đồng hồ, một cái đồng hồ này báo điện, một cái đồng hồ báo nhớt, khi đề máy nổ nó sẽ tắt đồng hồ này nha. Rồi, giờ em tiếp tục em sẽ khởi động máy cho quán cho em xem nha. Đề máy đây là. Thì đồng hồ nó đang trạng thái là 227 quá cho em ha. 393 thì hẹt nó chưa lên nha, bắt đầu em cho bật cầu CB cho hẹt nó lên. Hẹt nó đang là 53 hẹt rưỡi quá em, 53 hẹt rưỡi nha. Bây giờ em thử trước 3 pha quá em nha. Rồi thử trước 3 pha, đây bật cái 3 pha lên. Rồi bật 3 pha đi, thì 3 pha mình đang chạy là 17 mấy mấy 18 mè quá em, thì hẹt nó còn 51 rưỡi quá em nha. Đó, hẹt nó đang còn 51 hẹt rưỡi mà nó đang chạy điện thế là 17,7 ampe. Quá anh em thấy rõ ràng không? Đó. Đó, 51,5 hẹt, 17,8 ampe. Chuẩn bị qua 18 ampe. 220 mình chưa xài nha. Nó là chưa cho lên. Điện thế vẫn 394 quá anh em nha, không hề thay đổi nha. Tắt không? Rồi khi mình tắt thì nó còn 53 hẹt rưỡi các bác nha ha. Rồi đóng lại 3 pha. Đóng 3 pha lên là còn 54 hẹt rưỡi các bác nha em. Hiện thế là đang 17,9 ampe một trợi. Đó. Cô bác nha em thấy ok không? Quá ok đúng không? Rồi tắt đi con, tắt 3 pha đi. Thì bây giờ em thử lại một pha nha. Em thử một pha, trước nhất là thử hai góc siêu tốc mà con. Còn từ lặn cái đi, lặn cái đi. Rồi. Nó lên là 8 ampe rồi bác em, mà thêm cái nữa. Hai góc siêu tốc là 16 ampe. Điện thế chỉ có thuộc nửa hẹt thôi bác em. Đó. Rồi tắt hai góc siêu tốc đi. Rồi con cho vô là 3 mấy ampe. Tắt vào một cái. Đây. Lên. Nó đang vô là 34.5 ampe, điện thế còn 52 hẹt. Quá cho em lưu ý nha. Quá cho em lưu ý góc màn hình nè. Rồi con cho thêm một siêu tốc nữa. Nhìn cái đồng hồ bếp bên tay phải của em nha. Lên 8.5 ampe nữa. Thêm cái nữa. Rồi. Nó đang chạy 51 ampe của em nha. Điện còn 51 hẹt. Đó. Điện thế em đang còn 51 hẹt quá nha em. 50 ampe, 51 hẹt nha. Rồi con tắt bớt một cắm siêu tốc. Và nó đang chạy là 42 ampe.
tắt thêm cái nữa thôi. Đây giờ là 3.4 bè mấy em nha. Đó. Rồi con rút này ra. Rút mà lại đi, rút mà lại đi, rút mà lại đi. Rồi con cho vô 4 mấy bè luôn. Rồi nó đang chạy là 43.8 ampe mấy em ha. Đó, 43.8 ampe. Hiện là đang còn 51.5 cho vô một cách siêu tốc. Đang chạy 51.5, 52.5, thôi 52 ampe mấy em. Hiện còn 51.5 nha. Đó, đang chạy 52 ampe đó. Rồi tắt. Rồi rút vào lưng. Để em lấy cái máy hàng ra em thử nha. Lấy cái máy hàng thử chơi con. Để em lấy cái máy hàng em thử cái cho mấy xem dòng tắt máy nha. Đây. Thì bây giờ em lấy cái máy hàng điện tử em thử một cái cho quán cho em xem coi nó là bao nhiêu ampe nha. Lấy chỗ này luôn. Chỗ này nè. Rút này ra để này xong rồi. Rút nó xong rồi, nó xong rồi giờ thử cái máy hàng nó được rồi. Để em thử cái máy hàng cho các bác chị em xem có lên bao nhiêu ampe nha. Cái máy hàng này 250 hiệu HLC. Rồi kim điện vô đây. Kim điện vô đây con. Bây giờ em đề máy lại nha các bác chị em. Đề máy nè con. Đề máy là đóng CB 220. Giờ là em test thử cái máy hàng này cho bác cho em xem nha. Mình kéo hết ga luôn thử coi bao nhiêu ampe. Rồi kéo được không? Biết luôn. Kéo maximum nó chỉ có 34 ampe các bác em. Nha. Đây. 34 ampe hệt hệt xuống có 1 hạt à. Bác nhìn thấy không? 34 35 chứ lại nha. Không hề lên được 36 luôn nha. Kéo thêm cây nữa. Nhìn thấy rõ ràng chưa? Đó. Rồi để quay cái bô nè. Kéo đi. Máy chạy chứ không chạy quá chị em. Thì cái máy hàng này maximum nó chỉ có 34-35 ampe thôi. 34-35 ampe thì nó sụt khoảng hẹp thôi. Hơn hẹp chút, không có sụt nhiều. Thôi thì những cái mà mình thử rồi, cô bác chị em cũng thấy rõ ràng rồi. Cô bác chị em có thể mua những cái thiết bị này tại nhà thử cũng được. Nếu mà cô bác chị em có điều kiện thì thử thêm một cái gì đó cho nó. Nếu cô bác chị em không có cái con điện trở thì cô bác chị em có thể thử motor hay là thử gì đó. Để nó được nằm khoảng 50 ampe mà máy chạy không ra khói. Máy chạy là kiểu như là nó không có bị tụt hẹt. Đây là cái nữa thử ba pha lại cái quay cái bô cái con. Rồi đóng ba pha đi. Năm ba phải năm hạt quá vô ha. Đóng ba pha lên con. Năm mốt phải làm hẹt ha. Nó đang là 18 ampe một giây ha. Các em thấy máy chạy nè. Trong suốt luôn ha. Ok vậy quá chị em. Đang chạy 18.2 ampe tới 3 ampe một giây luôn. Rồi tắt đi con. Nói về phát điện thì nó phải vậy các bác em.
phát điện thì nó phải đẳng cấp như vậy đó. Đẳng cấp là như thế nào? Đẳng cấp là khi mình mang tải vô, khi mình mang tải vô mà ampe nó mà hẹt nó tụt khoảng 2 hẹt, 50 ampe mà tụt có 2 hẹt 2 hẹt rưỡi thì đó là mà đẳng cấp của anh chị ha. Chứ nói chung là phát điện mà đưa vô mà hự là không phải là phát điện của anh chị em. Rồi, bộ này xài rất là ok quá anh chị em. Có bác chị em nào mà thấy mà hay thì cứ việc làm theo. Thấy xài của phát này chất lượng thì cứ mua làm theo. Ok ha. Mà làm sao cho nó ra điện giống vậy, cho nó ok vậy thì có bác chị em xài không bị hư thiết bị. Mà đưa điện vô mà è ha là xài 3 ngày là dục hết ba cái đồ của mình. Đó, điện nó không ổn định được là nó banh đồ banh đạc hết trơn. Đó. Rồi bộ này thì em đã bán về Kiên Giang rồi. Thì đứa em mình nó cũng đặt hàng hổng gầy mà cũng làm mới xong, cũng mang cảm ơn đứa em nó nhiều lắm. Bộ này thì mình làm rất là, không nói riêng về bộ này, tất cả các bộ nào mình làm rất là kỹ lưỡng quá anh em. Từ cái giai đoạn ha, từ bình dầu, từ bô e, mình lựa những cái bô e nó mới như thế này, những bộ ly dầu, những cái bơm dầu điện hay các kiểu quá anh em ha. Đó, ga đồ bọng ha, chúc mình anh em ít da này hết luôn, mình không có cho lên xuống gì hết. Này bình nước phụ, lượt nhớt rồi các kiểu quá anh em ha. CC chỗ này đó nha, chỗ này thì cái lốc máy nó hơi bị xét chỗ này, mình sơn luôn cho nó đẹp luôn. Cái nước thì mình xài cái nước DC60, nước zin nha, mấy triệu bộ à. Củ sạc Denso mới chát luôn ha, zin của máy nha. Rất là êm anh em ha. Này cầu chì bảo vệ, ống nước zin toàn bộ nha. Chung là rất là xịn sò luôn. Em này 24.2 kW. Rồi cảm ơn quá chị em rất là nhiều nha. Xin chào. Hẹn gặp lại quá chị em video tiếp theo nha. Quá chị em nào có nhu cầu những cái bộ phát điện như thế này thì có thể alo bên em sẽ chọn những cái động cơ nào chất lượng để làm cho quán chị em. Tất cả những cái bộ phát điện em bán ra em đều bảo hành lỗi kỹ thuật trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm lỗi kỹ thuật thì bên em hoàn toàn sửa chữa miễn phí nha. Rồi xin chào. Hẹn gặp lại các bạn chị em video tiếp theo nha.